chào mừng anh em quay trở lại với kênh hoạt họa mi của em nhé. Các bác em đứng đằng trước mặt em là một em họa mi dáng ngũ trưởng thôi nhé. Em này thì không may vận chuyển về thì nó bị mất mấy cái sợi lông đầu anh em ạ. Lát nữa thì em sẽ quay cho anh em xem mấy cái sợi lông đầu của em nó nhá. Còn chim thì dáng ngũ trưởng rất là đẹp luôn. Em này đuôi lá vả, chơi cánh anh em nhé. Chim thuần khoảng 90-95% này, em sờ tay vào lồng này coi. Cao cầu anh em ạ. Em này thì em sẽ để cho anh em với cái giá rất là hợp lý anh em nhé, để về anh em chơi hot anh em nhé. Anh em nào bộ kết em họa mi này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhé các bác nhé. Có vẻ là chim em đứng gần đây thì nó vẫn còn ngượng ngùng, nó chưa dám hót anh em nhé. Nhưng mà rất là thuần anh em ạ. Rất là ok anh em nhé. Bây giờ em sẽ ra quay sát đầu mặt cho anh em xem anh em nhé.